Một người đàn ông ngoại quốc đã bị thương nặng sau vụ va chạm giữa xe máy và xe rác xảy ra rạng sáng ngày 13 tháng 2 trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 13 tháng 2, người đàn ông ngoại quốc chưa rõ danh tính điều khiển xe máy mang biển số 55P8-1582 lưu thông trên đường Quang Trung hướng từ chợ cầu đi ngã 6 Gò Vấp. Khi còn cách giao lộ Quang Trung Thống Nhất thuộc phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50m, xe máy này bất ngờ tông vào một chiếc xe chở rác đang nằm trên đường. Vụ va chạm khiến người đàn ông ngoại quốc trượt dài khoảng 30m trên đường, bị thương nặng vùng đầu, phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe chở rác cũng bị tông ngã, rác trên xe văng tung tóe ra đường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Gò Vấp đã có mặt xử lý hiện trường.